Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn thế nào là hoãn một cái phiên tòa phúc thẩm dân sự các bạn ạ. Để nói về vấn đề này thì sáng ngày hôm qua tôi đi phiên tòa, và khi mà đi phiên tòa như vậy thì nguyên đơn khởi kiện vắng mặt, và tòa án sau khi hội ý thì đã có ban hành cái quyết định hoãn cái phiên tòa phúc thẩm với lý do là nguyên đơn không đến tòa. Thì theo quy định của pháp luật, các đương sự được quyền hoãn một lần, không cần đọc nhiều đâu, quý vị và các bạn sẽ được luật sư giải thích như vậy. Ví dụ trong trường hợp ngày hôm qua có nguyên đơn, thì nếu nguyên đơn vắng mặt thì sẽ được hoãn. Bị đơn không có mặt cũng được hoãn, và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng như người có quyền và nghĩa vụ liên quan vắng mặt lần thứ nhất thì được hoãn. Đó là cái quyền được quy định trong Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự theo điều 227 các bạn ạ. Tí nữa tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ giải thích cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn cái quyền hoãn phiên tòa một lần là của các bên đương sự, gồm có nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Nếu tòa triệu tập lần thứ hai quý vị vắng mặt, tòa vẫn xử như thường nha. Quyền và lợi ích hợp pháp của quý vị bị thiệt hại, ráng chịu. Như vậy thì thông thường nếu trong trường hợp cái phiên tòa ngày hôm qua người nguyên đơn họ vắng mặt thì tòa xử thì gọi là vi phạm tố tụng theo điều 227. Luật quy định rồi mà quý vị và các bạn. Các bên đương sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp được quyền hoãn một lần. Lần thứ hai là tòa xử, lấy lời khai, những cái biên bản hòa giải, chứng cứ có sẵn trong hồ sơ. Chúng ta quay về quy định của pháp luật. Tôi sẽ đọc và phân tích cho quý vị và các bạn nhé. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ biết được rằng là trong cái chương trình Dân ta phải biết luật xa ta thì luật sư Thu Đoàn đã đưa cho chúng tôi rồi. Tôi biết được rồi, nếu trong trường hợp mà hoãn phiên tòa thì chúng ta sẽ được chỉ được quyền có hoãn có một lần thôi. Điều luật nha quý vị và các bạn. Điều 227 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự, sự có mặt của đương sự, đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Điều 227 của Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2015 nha. Số 1, tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ nhất đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa. Tôi phân tích nha. Tòa triệu tập hợp lệ lần thứ nhất. Hợp lệ là gì quý vị và các bạn? Hợp lệ là tòa án đưa cái quyết định, đưa vụ án ra xét xử, thì mình lên mình nhận, mình ký. Tôi có nhận được cái quyết định đưa vụ án ra xét xử. Hoặc tòa án gửi thư tống đạt qua thông qua thường phát lại, mà cái người gia đình họ hoặc người chính bản thân họ đã có ký tên rằng tôi có nhận được cái biên bản tống đạt, cái giấy mời quyết định đưa vụ án ra xét xử, thì được xem là tòa triệu tập hợp lệ. Hợp lệ đâu quý vị, có quý vị. Thông thường thì tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thư ký sẽ có một cái thư mời gửi đến đương sự. Trong đó có nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Một số anh chị kỹ hơn còn mời luôn luật sư luôn, để
lên nhận cái quyết định đưa vụ án ra xét xử. Và khi nhận cái quyết định đưa vụ án ra xét xử thì trong đó đó, hôm nay ngày mấy tôi có nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử, được xem các bạn ạ, được xem là tống đạt hợp lệ. Đương sự hoặc người đại diện của họ, thì quý vị và các bạn biết rồi, trong ba cái chủ thể có nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì trong trường hợp này, nếu trong trường hợp họ không tự mình đi tham gia tố tụng, đi đến tòa đó, thì họ có thể ủy quyền cho người khác đầy đủ năng lực hành vi dân sự thông qua cái hợp đồng ủy quyền. Ủy quyền của nguyên đơn, đại diện ủy quyền của bị đơn, đại diện ủy quyền của người có quyền và nghĩa vụ liên quan các bạn nha. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự có mặt tại phiên tòa, thì người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp thì ở đây được xem là luật sư. Nếu có người vắng mặt thì hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa, trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Câu cứu chuẩn không quý vị và các bạn? Nếu có người vắng mặt thì hội đồng xét xử phải hoãn phiên tòa. Giống như phiên tòa ngày hôm qua đó quý vị và các bạn, phiên tòa ngày hôm qua có nguyên đơn, thì nguyên đơn đã đưa cho người đại diện ủy quyền của nguyên đơn, và đại diện ủy quyền của nguyên đơn đã vắng mặt cho nên bắt buộc phải hoãn, trừ trường hợp có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Trong cái quá trình hành nghề thì tôi thấy như thế này quý vị và các bạn, tôi là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, thì trong cái trường hợp mà nếu cảm thấy rằng họ, những cái người mà cùng với cùng cái quyền của mình á, mà không đi được, thì tôi giúp cho thân chủ của mình, những cái khách hàng của mình, một là làm đơn xin vắng mặt, hai là có một cái ý kiến ủy quyền qua một trong những cái người có quyền và nghĩa vụ liên quan chẳng hạn, hoặc ủy quyền cho cái nguyên đơn hoặc quỹ bị đơn để cho họ trình bày thông qua cái đại diện. Tòa án phải thông báo cho đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự về việc hoãn phiên tòa. Thì ngày hôm qua sau khi mà hoãn phiên tòa thì tòa đã tiến hành nghị án để hỏi ý kiến của kiểm sát viên. Vị kiểm sát viên tại phiên tòa thì cho rằng đây là trường hợp hoãn đúng theo tố tụng, theo điều 227 và thành phần của hội đồng xét xử đã ra và nghiên cứu và cuối cùng cho lại cái ngày xét xử là cái ngày tới, gần nhất là ngày 12 tháng 4 các bạn ha. Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai đương sự hoặc người đại diện của họ, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Thì các bạn biết rồi, ví dụ như tới ngày 10, như ngày hôm qua đó, là tòa án đã đưa cái hoãn phiên tòa và đưa ra cái lịch xét xử lần tới vào ngày 12 tháng 4, mà các bên đương sự được tống đạt hợp lệ tại tòa, gồm có gọi là gì ta, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Nếu ngày 12 tháng 4 này họ vẫn vắng mặt thì tòa sẽ xử cho dù họ có cái đơn đề nghị hay không đơn đề nghị vắng mặt các bạn ha. Nếu vắng mặt thì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan thì tòa án có thể hoãn phiên tòa. Tôi sẽ giải thích cho quý vị và các bạn vấn đề này. Trường hợp bất khả kháng theo cái quy định của Bộ luật dân sự thì có gồm có thiên tai địch họa. Ví dụ như hôm nay tự nhiên tôi đi tới tòa, tự nhiên có một cái cơn lũ tràn về. Cơn lũ tràn về mà nó cắt đi cái con đường giao thông thì đó gọi là những trường hợp bất khả kháng. Ví dụ như hôm nay tự nhiên Việt Nam thì mình không có chiến tranh, mình hòa bình rồi, cho nên hôm nay tự nhiên cái nằm trong cái vùng căn cứ địa mà bây giờ bắn quá, thường thường thì nó cũng rất là ít quý vị và các bạn ạ. Hoặc có giấy bệnh án, giấy bệnh á, bệnh mà phải bệnh nào, bệnh nặng á, bệnh bất tử chứ không phải là bệnh bình thường, bệnh sổ mũi nhức đầu là cung cấp mà tòa có thể chịu đâu nha. Nếu không vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách
quan thì xử lý 4 trường hợp. Nguyên đơn vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ việc khởi kiện và tòa án ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án đối với yêu cầu khởi kiện của người đó. Trừ trường hợp người đó có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, nguyên đơn có quyền khởi kiện lại theo quy định của pháp luật. Ghê ha, trong cái quá trình mình đi khởi kiện rồi, tự nhiên tòa án xét xử bằng một cái bản án, bây giờ vì lý do là mình không đến theo cái triệu tập hợp lệ mà mình không đến tòa, thì tòa ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Chỉ trừ một trường hợp là nguyên đơn nói tòa ơi tòa xử đi, tôi xử vắng mặt. Trường hợp thứ hai nha quý vị, nói về bị đơn. Bị đơn không có yêu cầu phản tố, người có quyền và nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu độc lập. Vắng mặt thì không, mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ. Thì tôi nói rồi đó, trước đây có một cái cách giải thích của một bạn nào đó, tôi cũng không nhớ lắm. Thì bạn bảo rằng là nếu trường hợp là lần đầu tiên là luật sư xin vắng mặt, lần thứ hai là mình sẽ bị đơn xin vắng mặt. Thứ không, chỉ có một quyền, các bên đương sự chỉ có một quyền duy nhất. Nếu đã triệu tập lần hợp lệ lần thứ hai mà không có cái chuyện là hôm nay nguyên đơn, rồi mai tới nguyên đơn thứ A, mốt tới nguyên đơn B, rồi đồng nguyên đơn, vậy thì xã hội loạn hết. Chúng ta chỉ có một cái quyền hoãn lần đầu tiên thôi, nếu chúng ta xin hoãn. Còn sau này nếu trong trường hợp chúng ta không đến tòa thì tòa xét xử vắng mặt. Nếu chúng ta là bị đơn, chúng ta là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. C. Bị đơn có yêu cầu phản tố vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu phản tố và tòa án ra quyết định đình chỉ đối với yêu cầu phản tố. Đơn giản thôi quý vị, yêu cầu phản tố được xem là giống như là nguyên đơn đó, mà mình không có mặt sao mình trình bày, mà mình không trình bày thì tòa án ra quyết định đình chỉ đối với cái nội dung đó. Bị đơn có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu phản tố đó theo quy định của pháp luật. Tiếp nha quý vị, người có quyền và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập vắng mặt mà không có người đại diện tham gia phiên tòa thì bị coi là từ bỏ yêu cầu độc lập và tòa án quyết định đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu độc lập của người đó, trừ trường hợp có đơn đề nghị xét xử vắng mặt, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có quyền khởi kiện lại đối với yêu cầu độc lập đó theo quy định của pháp luật. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt họ. Luật sư mà vắng mặt lần thứ nhất thôi, chứ vắng mặt lần thứ hai thì tòa xử thôi. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ có cái quay màn hình để quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định pháp luật đối với điều 227 của Bộ luật Tố tụng dân sự. Trong trường hợp cái gì các bạn biết không? Trong trường hợp là sự có mặt của đương sự tại phiên tòa phúc thẩm các bạn ha. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành với luật sư Thu Đoàn. Hy vọng rằng là tôi mong muốn có một cái thời gian, có một cái rộng một tí xíu để làm những cái video, những cái lát cắt nhỏ trong cái hồ sơ tranh tụng tại tòa án. Hy vọng chúng ta sẽ đưa lên và nhân rộng cái mô hình dân ta phải biết luật ta lên cho nhiều người. Tôi không muốn trả lời vào những cái câu hỏi quá sâu vào cái nội dung. Sáng nay có một kết lại cái vấn đề này, thì sáng nay có một chị bảo với tôi rằng là như vậy thì tôi thắng hay tôi thua. Tôi bảo thắng thua làm sao luật sư biết được, mới có đưa một cái thông điệp là đất của tôi
chưa thấy mặt, đặt tên, chưa biết mô tả gì hết, rồi thắng hay thua. Tôi hiểu được tâm trạng của vị đó, vì họ đang mong ngóng một cái câu trả lời của luật sư. Nhưng tôi nói thiệt với quý vị và các bạn, nếu mình đưa ra một cái sự hướng dẫn pháp lý mà không dựa trên một cái sự cẩn trọng thì rõ ràng mình là người hại đến họ, hại đến những người xung quanh, tạo cho họ một cái niềm tin không đáng. Và như vậy cái kết quả, cái nhân văn trở thành cái hủy hoại. Cảm ơn quý vị và các bạn. Tôi chỉ hy vọng những cái kiến thức nhỏ bé có thể đem đến cho quý vị và các bạn. Mong nhận được những cái sự phản hồi của anh chị em chuyên gia. Có những lúc cái đầu nó nói như vậy đó, nhưng khi phát ra lời thì lại có một cái chút đó nó không được chuẩn. Hy vọng rằng tôi vẫn cố gắng vươn tới một cái sự hoàn thiện về kiến thức pháp luật để tặng cho tất cả anh chị em trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Nếu các anh chị em chuyên gia, luật sư, đồng nghiệp, thẩm phán, viện kiểm sát và các anh chị em của chúng ta biết luật mà thấy những hạt sạn trong cái video của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, thì xin mạnh dạn để lại cái comment ở phía dưới để luật sư có thể kịp thời chỉnh sửa, đổi và cắt cái phần đó để cho nó phù hợp, để không nhân rộng một cái sự am hiểu sai về kiến thức pháp luật. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe nhé.